Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng là con vật được coi là tiên phong, luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo nhanh nhẹn và tháo vát. Những người cầm tinh con chuột là những người doanh nhân giỏi, với một tình yêu tiền mãnh liệt, họ rất quan tâm người lao động và công bằng trong mọi hoàn cảnh. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do trực thái tuế. Vậy bước sang năm Tân Sửu 2021, vận trình của các gia chủ tuổi Giáp Tý có thuận lợi hay vẫn trắc trở? Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi của tuổi Giáp Tý trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Tý sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên có được như ý. Cách hóa giải ra sao, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tới ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3, tức ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, tức ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, tức ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3, lúc ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thủy Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, tức ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình
để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 3 âm lịch. Những gia chủ tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy. Thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện tại cho rằng họ luôn theo đuổi sự hoàn hảo, họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm đối với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn ra tính nóng nảy, đố kỵ. Ngoài ra, người tuổi Giáp Tý có tính sở hữu cao. Chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Nhâm Dương Thủy gặp Tý Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là Tý hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Giáp Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, trong tháng 3 âm lịch, tuổi Giáp Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Bản mệnh sẽ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng, trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ muốn nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Ngoài ra, nếu muốn nhảy việc trong tháng này thì quý gia chủ nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, quý gia chủ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của những người tuổi Giáp Tý. Tài lộc trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến quý gia chủ nổi bật và mang lại sự thăng tiến và được tăng lương. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp quý gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng bản mệnh vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Cho nên, nếu tuổi Giáp Tý không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 3 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm của tuổi Giáp Tý không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bản mệnh và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau hơn, tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.
Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 3 này gây ra căng thẳng cho bản mệnh. Khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút để mọi chuyện qua đi. Ngoài ra, nếu tuổi Giáp Tý còn độc thân thì cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Bản mệnh thích cuộc sống tự do, tự tại, thích làm những việc theo ý muốn, nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân là tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc và hòa hợp cho gia chủ. Về sức khỏe, tháng 3 này, người tuổi Giáp Tý hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng. Điều này sẽ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Muốn khỏe mạnh thì bản mệnh cần phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại, vì những gì mình làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi thời tiết thay đổi, bản mệnh nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. May mắn nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu các bệnh cảm mạo, đa phần đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Ngoài ra, những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực ngày càng giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ nên chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất của mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ tuổi Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Giáp Tý trong tháng 3 âm lịch. Khi mới khởi nghiệp, bản mệnh sẽ khó tránh khỏi khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Hơn nữa, người tuổi Giáp Tý vốn có tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong từng tháng hoặc tử vi 12 con giáp, đặc biệt là những gia chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận thờ mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.